Xong rồi, giờ rây. Nó còn nóng, lây ra dưa, lây dưa. Một chảo luôn nè. Nó chói quá. Rồi, rang xong rồi nè, một thao. Cho vô đây. Có hai màu, màu xanh và màu hồng. Cho từ từ vô, cái nhiều lắm. Hả? Rồi nói đi. Mày đang học bài. Bấm ra lớn quá. Chút xíu nữa. Chưa? Bấm vô nha. Trời ơi, đang bấm, đang nói chuyện. Thơm quá, mở đang bốc mùi thơm, mùi đất lá dứa với nước dừa. Ok. Được rồi đó, sao lên được rồi đó. Nếu mà thấy nó nhão quá thì cho bột trắng vô. Còn nếu khô thì cho nước đường vô. Đánh tơi hồi nhỏ, làm cái này là bóp bằng tay không. Giờ chơi bằng máy. Xong mịn. Tên anh tàn. Ủa, này thấy không? Mịn nữa chưa? Rồi, làm xong tới màu xanh nha. Xong rồi. Một thao màu hồng đây. Chói quá, chói quá. Chói quá, nè, nè. Nó bị chói quá. Bây giờ tới màu xanh. Sao chói thế? Ok.